Ok, các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Lòng Fitness. Hôm qua trong cái lúc mà mình trả lời rất nhiều khách hàng trên YouTube của mình và trên fanpage, khi các bạn bắt fanpage đăng ký khóa online của Ra Lòng Fitness, thì có một chị khách U40 hỏi mình và chị ấy theo cái tính toán cái chỉ số mà BMI trên ranglongfitness.com thì chị ấy cao 1m57 nhưng mà nặng là 65kg, nghĩa là về mặt lý thuyết là chị ấy dư khoảng 20kg mỡ, nhưng chị ấy gặp phải một cái tình trạng nữa, đó là hội chứng ống cổ tay. Và chị ấy hỏi mình là hội chứng ống cổ tay thì có tập gym được hay không, có tập tạ được hay không, và làm sao để khi mà cơ thể bị cái hội chứng ống cổ tay mà vẫn có thể tập giảm cân giảm mỡ được. Thì điều này nó rất là quan trọng. Điều đầu tiên đó là với một chị ở độ tuổi U40 như vậy, và với cái trọng lượng mỡ mà dư thừa như của chị ấy, những biểu hiện lâm sàng về mặt bệnh lý và bệnh lý nền sẽ gặp rất là nhiều, và trong đó hội chứng ống cổ tay là một biểu hiện như vậy. Với những người có cái tiền sử về đái tháo đường, về tiểu đường, về tim mạch và ngộ độc rượu thì cái hội chứng ống cổ tay này thường xuyên hay gặp phải. Và mình chưa hiểu về cái vấn đề bệnh lý của chị ấy, nhưng mà bác sĩ của bạn ai của chị ấy lại nói là chị ấy nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, nhưng hạn chế sử dụng cổ tay. Cái hội chứng ống cổ tay là nó như thế này nè các bạn. Nó hình thành do cái đường, các bạn cứ hình dung á, là cái cổ tay của bạn nó sẽ có một cái dây thần kinh. Ví dụ như là bạn muốn điều khiển bóp bàn tay hoặc là bạn mở bàn tay, không phải là bạn chỉ nghĩ trong đầu là bạn bóp bàn tay, bạn mở bàn tay, là bàn tay nó bóp và nó mở được đâu. Thật ra khi bạn bóp bàn tay là cái não của bạn nó truyền một cái sóng tín hiệu xuống cho cái bàn tay của bạn là bóp, và khi bạn truyền tín hiệu là mở thì bàn tay của bạn nó mở. Nhưng cái khung, cái cổ tay chỗ này của chúng ta á, đây nè, cái chỗ này á nó không có cái lớp cơ, cái chỗ này nó không có lớp cơ, nó chỉ có dây thần kinh và một ít cái cơ chỗ lòng bàn tay, nhưng mà cái chỗ này thì nó lại không có cơ nhiều, rất là ít cơ, gần như không ít cơ. Nó không phải là giống như cái bắp tay, mà cái kích thước của cái phần cổ tay này, nếu khi mà trọng lượng cơ thể mà tăng lên, cái lớp mỡ xung quanh cái cổ tay này nó to ra, thì về quy tắc thì mỡ nó sẽ luôn luôn nó chiếm một cái tỷ lệ lớn và tỷ lệ phần nhiều trong cái đường mà ống dẫn. Ví dụ như nha, ví dụ đây là cái đường, ví dụ tôi đang cầm một cái ly, cái này cái mạch máu, ví dụ như là cái máu bình thường nó sẽ truyền qua cái ống này, là cái ống mạch máu của bạn. Nhưng mà nếu mà cái lượng mỡ trong cơ thể của bạn á mà nó tăng cao đến một mức độ nào đó, ví dụ như bạn béo phì cấp độ 1, ví dụ như trường hợp của cái chị U40 khi nãy, nếu mà chị ấy cao 1m57, ở mức cân nặng rơi vào khoảng tầm 55-56kg thôi là chị ấy đã béo phì cấp độ 1 rồi, 60-65kg là béo phì cấp độ 2, và nếu mà 1m57 mà trên 70kg là béo phì cấp độ 3. Ở nhiều cấp độ béo phì khác nhau thì cái phần trăm mỡ, tại vì mỡ là chất béo, là lipid, nó sẽ có luôn luôn có cơ chế nó bám vào thành mạch máu. Thì cái việc là ví dụ như cái tay của bạn, bạn muốn cầm nắm bất kỳ vật gì, ví dụ như là bạn cầm ly bằng uống, bạn cầm kéo bằng cắt, bạn cầm điện thoại bằng bấm, vậy cái này là nhiều nhất. Cái hội chứng ống cổ tay nó được sản sinh ra trong cái cơ chế là ở những người bị đái tháo đường, những người có vấn đề về tim mạch, những người có vấn đề về vận động, và những người ngồi nhiều làm các công việc sử dụng cái cổ tay lặp lại với cái tần suất liên tục như thế này. Như thế này nè, cái cổ tay nó vậy nè, các bạn đang thấy nó giống cái tư thế của động tác gì? Bấm máy tính, lắc chuột, đặc biệt là chuột phải, bấm máy tính. Rồi tiếp tục cái động tác này, bấm điện thoại. Rồi cái cổ tay của bạn nó phải để yên vậy, nhưng nó phải truyền máu liên tục, nó truyền máu liên tục trong cái lòng bàn tay của bạn với cái trạng thái là bạn đang bị béo phì cấp độ 1, 2 hoặc tệ hơn là 3. Nhưng mà vấn đề là bạn vẫn phải cầm cái điện thoại liên tục như vậy 40 phút, 60 phút, thậm chí là 500 phút mỗi ngày, đúng không? Có khi 8 đến 9, 10 tiếng một ngày. Lâu dần nó sẽ dẫn đến cái hội chứng ống cổ tay cực kỳ dễ. Và khi đó đến một mức độ mà bệnh lý mà nó nặng thì bác sĩ của chị ấy nói là gần như muốn cầm một cái điện thoại cũng rất là khó. Điều đó là khi đến dẫn đến điều đó thì nó rất là tệ hại. Muốn lái xe cũng khó. Tại khi bạn lái xe, hầu hết tất cả các loại xe nó đều hướng tới việc là người sử dụng tay phải, hoặc là thể kể là kể là tay trái. Nhưng trong trường hợp bạn bị cả hai tay luôn thì sao? Rồi ok, như vậy với trường hợp đó
Thì nếu mà bạn muốn có một cái chương trình tập luyện thì tôi sẽ thiết kế cho bạn những cái chương trình mà bạn ít dùng đến cái cổ tay của bạn nhất. Nghĩa là về mặt lý thuyết, cái cổ tay của bạn á, khi bạn cầm nắm xuôi như thế này, bạn hoàn toàn có thể nắm được. Cái hội chứng ống cổ tay nó sẽ giúp bạn, nó sẽ làm cho bạn khó mà bạn cầm, mà bạn làm những cái tiểu tiết chút, ví dụ như là cái tay chút vậy thôi, chứ về ví dụ cầm nguyên cái gì bạn sẽ cầm được. Nhưng ví dụ như trong cái chương trình mà giảm mỡ của nữ sẽ có rất nhiều bài tập, bạn hoàn toàn có thể tập với không cần thêm tạ nhiều, mà bạn có thể tập những bài về chuyên về bụng, những bài chuyên về cardio, những bài squat, những bài bước tới trước, bước lùi, những bài plan, những bài lướt bụng, những bài chạy nâng cao gối, những bài nhảy rút gối, những bài tập đó bạn ít dùng đến cổ tay. Vấn đề ở đây, khi bắt đầu vào cái chương trình tập luyện, bạn phải thực hiện theo cái chương trình đó để cơ thể được hoạt động liên tục, từ đó đẩy cái tần suất tiêu thụ calorie của bạn lên cao hơn. Kết hợp với việc dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt cá, trứng, sữa, để cơ thể của bạn sản sinh ra những chất tái tạo và cân bằng cái quá trình phục hồi của cơ thể của bạn, kết hợp với liệu pháp điều trị của bác sĩ của bạn. Thêm một vấn đề nữa, đó là khi mà bạn vận động và bạn tập luyện theo chương trình một cách thường xuyên, cơ thể của bạn nó suy giảm từ cái mức béo phì cấp 3, giả dụ là nó tệ đến mức đó đi chẳng hạn, nó xuống béo phì cấp 2, nghĩa là bạn phải giảm được cỡ 5-7kg trong vòng cỡ 1-2 tháng. Sau đó nó giảm ít lại một xíu, giảm 3-4kg từ béo phì cấp 2 xuống béo phì cấp 1. Rồi sau đó tiếp tục cứ mỗi tháng giảm thêm cỡ 1-2kg từ béo phì cấp 2 xuống béo phì cấp 1, từ béo phì cấp 1 xuống trạng thái cỡ BMI bình thường, rơi vào khoảng tầm 21 đến 20 điểm với cái độ tuổi mà U40. Đó là một cái điều không dễ, nhưng mà hoàn toàn có thể làm được nếu bạn kiên trì, bạn tập luyện các bài thể lực cardio, các bài hit, các bài nói chung là theo chương trình tập luyện của Ryan Longnet. Vấn đề của bạn đó là sự kiên trì và cái sự quyết tâm, bởi vì khi mà bạn bị cái bệnh lý ống cổ tay, nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cuộc sống của bạn. Vì không thể một ngày mà bạn không, nếu bất kỳ bạn làm công việc gì, bạn hầu như bạn đều sử dụng đến cái cổ tay của bạn, chắc chắn luôn, đúng không? Kể cả bạn làm những công việc nội trợ bắt nút, hoặc là bạn làm việc văn phòng, hay là bạn đang điều hành một công ty hay chẳng hạn gì, bạn đều phải dùng đến cổ tay, điều khiển chuột, điều khiển bàn phím, điều khiển về điện thoại. Nhưng mà cái hệ quả của việc là bạn có trong lượng thừa quá nhiều mỡ, nó chèn vô mạch máu rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như vậy. Như vậy cái giải pháp cho bạn là hãy bắt đầu tập luyện ngay với một cái chương trình tập luyện thể chất, để tôi có cái sự hướng dẫn để bạn có thể thay đổi cơ thể dần dần, để bạn có thể tập luyện từ nhẹ đến nặng, để cơ thể của bạn nó được giảm cân, nó được giảm mỡ, và nó giảm đi cái lượng mỡ nội tạng cũng như là cái chất béo lipid trong các thành mạch máu của bạn. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng tốt, nhiều rau xanh trái cây, và hạn chế dần những cái món ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, từ đó cái trọng lượng cơ thể của bạn giảm xuống và những vấn đề về bệnh lý của bạn sẽ dần được giải quyết một cách an toàn và hiệu quả hơn. Còn nếu mà cái điều tệ hại là bạn duy trì và bạn kéo dài qua hàng năm với những cái bệnh lý đó, thì nó có thể kéo dài từ cái béo phì cấp độ 2 sang béo phì cấp độ 3, nó dẫn đến những cái hệ lụy rất là lớn cho cơ thể của bạn. Bởi vì không chỉ là một bệnh lý về ống cổ tay, khi cái trọng lượng mỡ của cơ thể của bạn nó gia tăng quá nhiều, những bệnh lý về tim mạch, về gây nhiễm mỡ, về mỡ nội tạng nó rất nhiều, và huyết áp cao, do vậy sức khỏe của bạn rất nguy hại. Vậy nên hãy tin tôi đi, dành thời gian nó bắt đầu xây dựng lại cái cơ thể của bạn, xây dựng lại cái nền tảng thể lực của bạn trước khi quá muộn nha. Rồi, nếu mà muốn đăng ký học online, cái phần bài của Ryan Longnet đăng ký học online kèm cái chế độ dinh dưỡng là tập dành cho bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.